Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, nghệ sĩ Mạc Cang và các nghệ sĩ lão thành chính thức đến nhà mới, tạm biệt khu dưỡng lão nghệ sĩ quận 8. Chiều ngày 26 tháng 2, Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh kết hợp nhiều đơn vị và lực lượng tình nguyện viên chính thức đưa 7 nghệ sĩ lão thành từ khu dưỡng lão nghệ sĩ quận 8 sang trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Khoảng 14 giờ, Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, các văn nghệ sĩ cùng lực lượng tình nguyện đoàn viên thanh niên Sở Văn hóa Thông tin, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có mặt tại khu dưỡng lão nghệ sĩ quận 8, cùng thu dọn hành lý, đồ đạc, đưa các nghệ sĩ lão thành sang trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, quận Bình Thạnh. Trong danh sách ban đầu, có 10 nghệ sĩ lão thành dự kiến được đưa đến trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Trong đó có 7 nghệ sĩ đang sống tại khu dưỡng lão quận 8, gồm nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, Lệ Thẩm, Ngọc Đáng, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân. 3 nghệ sĩ được làm hồ sơ bổ sung gồm Mạc Cang, Quỳnh Thanh Trà và nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Lệ Thẩm qua đời hôm 22 tháng Giêng, có thêm 2 nghệ sĩ xin không vào sống tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè là nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh và Hoa Tranh. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh không muốn xa vợ, nghệ sĩ Hoa Lan. Còn nghệ sĩ Hoa Tranh quyết định về sống cùng em gái, nghệ sĩ Hoa Xuân. Vì vậy, danh sách hiện còn 7 người. Dù đã làm công tác tư tưởng, các nghệ sĩ lão thành vẫn không khỏi bệnh rịnh, lưu luyến khu dưỡng lão nghệ sĩ, nơi cư mang họ hàng chục năm trời. Người nghệ sĩ cao niên nhất tại khu dưỡng lão nghệ sĩ thành phố là nghệ sĩ Ngọc Đáng. Bà có nhiều thập kỷ làm nghệ thuật. Từ bây giờ tôi không còn ở tại khu dưỡng lão nghệ sĩ nữa. Ngay lúc này đây, người tôi nhớ nhất là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Bà đã gây dựng công trình an sinh cho nghệ sĩ lão thành về hưu như chúng tôi có nơi nương tựa. Nghệ sĩ Ngọc Đáng nói trong xúc động. Nghệ sĩ Mạc Cang nói: "Tôi vui và xúc động, cảm kích lắm những tấm lòng đã giúp đỡ tôi, xem tôi như người thân." Nghệ sĩ Mạc Cang đưa tay lau nước mắt, nhìn căn phòng mới đang được các nhân viên giúp chuyển đồ đạc vào. Từ nay, ông có được một không gian yên tĩnh để sống chung với các đồng nghiệp làm nghệ thuật. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền chia sẻ cảm xúc khi xếp chiếc áo cuối cùng để vào thùng giấy. Chúng tôi được giúp đỡ dọn đồ đạc trước một ngày, để sáng mai ngày 27 tháng 2 sẽ có chương trình đón chào chúng tôi do Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè tổ chức. Tôi rất nôn nao. Nhiều ngày qua cùng với con gái là nghệ sĩ Diệu Thanh đóng gói đồ đạc, quần áo vào những thùng giấy để chuẩn bị dọn đi. Lòng bùi ngùi lắm. Ở khu dưỡng lão nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh trước đây chỉ có một nghệ sĩ nam duy nhất là nghệ sĩ Lam Sơn. Ông là một kép hát của đoàn cải lương Trăm Vàng. Ngoài ra còn có nghệ sĩ Ngọc Bê là một nhạc công đàn dương cầm. Bà từng đàn nhiều vở cho đoàn cải lương Hương Mùa Thu và bà Đặng Thị Xuân. Bà Xuân là người phụ trách nấu bếp ăn cho sân khấu. Bà mồ côi từ nhỏ, từng vào đoàn hát bội thành phố làm phục trang, sau đó nấu ăn cho các đoàn hát. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh thông tin: "Các nghệ sĩ sống chung với nhau đã lâu, nên lần này dọn nhà mới, ai nấy cũng đều bùi ngùi vì xa chỗ ở quen thuộc của mình. Các nghệ sĩ đều sống hòa thuận, xem nhau như người thân trong gia đình." Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè rộng, sân vườn nhiều cây xanh. Tại đây, mỗi phòng rộng khoảng 15 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng và cửa sổ, được bài trí giống phòng cũ ở khu dưỡng lão quận 8. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương bỏ tiền túi mua 9 cái tivi phục vụ nhu cầu giải trí của đồng nghiệp.
Các nghệ sĩ có chế độ ăn và được chăm sóc y tế tiêu chuẩn mỗi ngày. Trung tâm có bệnh xá với 30 giường bệnh, có các bác sĩ, y tá và hộ lý túc trực. Theo quy định, những cô chú không có khả năng kiểm soát cơ thể sẽ sống ở trạm xá của trung tâm. Tuy nhiên, họ có nguyện vọng sống gần đồng nghiệp, nên chúng tôi phải thuận theo. Ông Trung, Chánh Văn phòng Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Hội Sân khấu cũng sẽ cử người hoặc gửi người thân chăm sóc các nghệ sĩ lão thành trong 2 tháng đầu nhằm làm quen môi trường sống mới. Hàng tháng, hội tổ chức hoạt động gặp gỡ, trao tiền trợ cấp, sữa, trái cây, cũng như vận động báo chí, khán giả đến thăm hội để họ không thấy cô đơn, buồn tủi. Chúng tôi không bao giờ rời xa các nghệ sĩ gạo cội. Dù rất buồn, nhưng việc đưa 7 cô chú anh chị đến nơi ở mới nhằm thụ hưởng điều kiện sống và chăm sóc y tế tốt hơn. Nếu không, lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ rất ân hận. Theo Chánh Văn phòng Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trung cũng cho hay, cuộc sống của 7 nghệ sĩ lão thành được lãnh đạo thành phố cùng nhiều bên quan tâm sát sao. Hiện tại, cơ sở vật chất đã hoàn thiện. Hội và nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đang bàn tính thêm việc lắp đặt hệ thống nước nóng mỗi phòng. Sau 7 nghệ sĩ này, những trường hợp có nguyện vọng vào trung tâm dưỡng lão Thị Nghè sẽ theo quy định trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thank you.